Dạ, kính thưa toàn thể vị, kính thưa bà con cô bác và liên tục chương trình, lên xin được mời vị cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Dinh Sử, ca khúc được mang tên Gõ Cửa Trái Tim. Và với ca khúc này, mời vị cùng đến với tiếng hát của Thanh Phương và xin mời Thanh Thí lên trợ diễn. Gõ cửa trái tim và đem đường vào, giờ tình xót xa chôn tan nguyệt đào. Thu hồi gói kim bao, nỗi nhẹ mang xanh xao, nhớ nghe vẫn ngóng tim anh mở cửa. Gõ cửa trái tim sao em mừng ngờ, ngõ hòn tái tê nam can tầng tầng. Nhìn lòng mang sắc tư để một mối bơ vơ, chỉ thương anh nhớ em trong đời. Ôi cửa tim em bằng vàng, nên tiếng yêu nghe bè bè, để anh gõ cửa mến man mà em không chốt thôi hả. Anh buồn lang thang gõ cửa trái tim điện mà hắc hiu cô đơn tầng cầu, đàn lời khuyên sai cô tình này cũng mong lâu thì mê mãi bám vui tên lạnh lâu. Gõ cửa trái tim sao em hững hờ, ngõ hòn tái tê nam can thần thờ. Nhìn lòng mang sắc tư để một mối bơ vơ, để không anh nhớ em trong đời chờ. Ôi cửa tim em bằng vàng, nở tiếng yêu nghe bè bè, để anh gõ cửa mến mang mà em không chốt thôi hả. Anh buồn lang thang gõ cửa trái tim điện mà hắc hiu cô đơn tầng cầu, đàn lờ viết sai thu tình này cũng mong lâu vì mê mãi bám mũi tên lạnh lâu. Đàn lờ viết sai thu tình này cũng mong lâu em mãi bao vui tên lạnh lùng.
Dạ vâng, xin hết ạ. À.